Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Quý vị, hôm nay là ngày 3 tây tháng 9 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ, cập nhật và trả lời một số cái câu hỏi liên quan đến cái tấm chắc của Kali. Cái tiền stimulus chắc của Kali á là có thể là 500, 600, 1.000 mốt và chỉ dành riêng cho Kali thôi. Còn những cái tiểu bang khác thì Ngọc có chia sẻ rồi. Trong video này Ngọc chỉ nói về Kali thôi. Những ai mà đã nhận rồi thì Ngọc xin chúc mừng. Những ai chưa nhận được thì quý vị nên biết vì sao mình chưa nhận. Và nếu như quý vị không quan tâm thì quý vị cứ đợi đi, từ nay đến cuối năm nó cũng về. Nhưng mà ngày hôm nay Ngọc vào Ngọc kiểm tra thì có một cái sự thay đổi lớn như thế này nè. Thay đổi này Ngọc nghĩ rằng là thay đổi lớn và nó có nghĩa rằng là quý vị có thể nhận được cái số tiền này nhanh hơn dự đoán. Thì lịch gửi của Kali á, hôm bữa trước người ta nói rằng là những ai mà lãnh bằng direct deposit thì quý vị sẽ lãnh tiền nó về liền à. Còn lãnh paper check thì người ta sẽ gửi ra dựa vào ba chữ số cuối cùng của cái mã zip code của quý vị. Thì mã càng lớn á, thì quý vị đợi càng lâu, đợi đến cuối năm 2021 luôn. Và người ta bắt đầu gửi ra từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 12, tức là khoảng 3 tháng trời. Nhưng mà hiện giờ cái thông báo này không còn trên cái trang Franchise Tax Board của California nữa. Cho nên là Ngọc nghĩ rằng họ có thay đổi. Và cái thông tin mới nhất mà Ngọc đọc từ ngày hôm nay á, là người ta nói rằng là số tiền này sẽ được gửi ra 2 tuần một lần. Cứ mỗi đợt gửi như vậy cách nhau 2 tuần. Và người ta không có thông báo là mỗi đợt gửi là sẽ bao nhiêu cái tấm chắc. Nhưng mà cái đợt gửi sắp tới là khoảng giữa tháng 9 người ta sẽ gửi ra một đợt nữa. Thì cái đợt đó người ta nói rằng là khoảng đâu đó 9 triệu tấm chắc sẽ được gửi ra trong vòng 2 tuần tới. Như vậy thì người ta gửi một đợt là cuối tháng 8 và một đợt là giữa tháng 9. Thì cách nhau 2 tuần đối với vị. Và hiện giờ theo như cái ước tính của họ thì khoảng 2 phần 3 dân số của Cali sẽ đủ điều kiện để lãnh cái tấm chắc 500, 600, 1.000 mốt. Và tổng cộng như vậy là họ chi 12 tỷ cho cái tiền stimulus cho California. Người ta gọi là Golden State Stimulus Check, GSS 1 và GSS 2 là cái tấm chắc lần thứ 2. Thì quý vị thấy đây là một cái sự thay đổi và Ngọc nghĩ rằng nếu như mà họ thay đổi như vậy thì khoảng 2 tuần nữa là quý vị thấy bắt đầu thấy là tiền đã về cho rất là nhiều người, 9 triệu người dân là rất nhiều. Và Ngọc cũng hy vọng là các anh chị nè coi kênh của Ngọc á thì sẽ nhận được trong vòng 2 tuần tới. Rồi bây giờ những cái thông tin nữa là Ngọc muốn trả lời cho cái câu hỏi, những cái câu hỏi và những cái thông tin mà Ngọc có, Ngọc muốn chia sẻ luôn. Nếu như mà ai có những câu hỏi tương tự như vậy thì quý vị có thể tự trả lời cho mình được ha. Nếu như quý vị chưa nhận được cái tấm chắc đợt 1, quý vị đã biết là mình đủ điều kiện mà chưa nhận được thì quý vị có thể gọi vào cái số 800-852-5711, 800-852-5711 ngày thường, ngày weekdays, nhiều weekend họ đóng cửa ha. Từ thứ hai đến thứ sáu là 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn nếu như quý vị muốn liên lạc là gửi email thì quý vị gửi về cái địa chỉ này. Ngọc để lên màn hình cho quý vị tham khảo. Rồi nếu như mà quý vị nói là thấy tự nhiên mình không đủ điều kiện mà sao mình nhận cái tấm chắc này ngon ơ vậy, ngộ ghê, và quý vị không muốn nhận cái tấm chắc này thì quý vị có thể trả lại cho họ. Nếu cái tấm chắc chưa được cast thì quý vị gửi trả cái tấm chắc này về cái địa chỉ này. Còn nếu cash rồi thì quý vị phải viết một cái personal check và trả lại tiền cho người ta. Đó là người ta nói vậy thôi chứ người ta không có bắt buộc mình trả lại nha quý vị nha. Thì tùy quý vị quyết định, thì nhiều khi tiền về túi mình á, mình khó mà cho nó đi trừ khi là họ bắt buộc mình phải đem phải trả lại. Mà nhưng mà nhiều người người ta có cái lòng tự trọng đó quý vị, người ta không thích nhận là người ta trả lại thôi, tùy theo mỗi người ha. Rồi bây giờ quý vị nhớ rằng cái này là nó dựa vào hồ sơ thuế năm 2020, cho nên những ai mà chưa khai thuế năm 2020 vì bất kỳ cái lý do gì thì quý vị phải khai chậm nhất là ngày 15 tây tháng 10 năm 2020. Những ai mà không có cái số social á, mà quý vị đang chờ để người ta cấp một cái số ITIN để mà khai thuế, thì quý vị có thể là dời cái hạn chót nộp đơn lại, khai thuế lại, đó là vào ngày 15 tây tháng 2 năm 2022. Đó, thì đó là những cái thông tin mà quý vị cần phải biết. Bây giờ cái tiền này có đóng thuế không? Cái tấm chắc 600, 500, 1.000 mốt này có bị đánh thuế hay không?
Hoàn toàn không quý vị nha, cái này giống như là cái tiền stimulus check đợt 1, đợt 2, đợt 3 của sở thuế vậy đó. Rồi, nếu như mà anh chị nào mà đổi địa chỉ, đổi tài khoản ngân hàng thì đây là một trong những cái lý do có thể làm trì hoãn cái việc là cái tấm check này nó đến tay quý vị, tấm check này đến tài khoản ngân hàng của quý vị. Và những ai mà đổi địa chỉ á, thì quý vị hãy liên lạc với họ hoặc là gửi thư về cái địa chỉ mà lúc nãy Ngọc để trên trên ấy, còn không là quý vị gọi vào nha quý vị nha. Rồi một cái điều nữa, cái này Ngọc nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Sao Ngọc thấy cái gì cũng quan trọng hả ta, ngộ vậy? Cái này á, nhiều người, Ngọc nghĩ là nhiều người rơi vào cái trường hợp này là bị nợ child support, bị trừ nợ child support. Nếu như mà quý vị nợ thuế liên bang, tiểu bang thì không bị trừ nha. Không bị trừ, không có bị sao hết, không có bị offset, không có bị garnishment. Nhưng mà nếu như quý vị có những cái orders, những cái lệnh nó liên quan đến cái việc child support hoặc là cấp dưỡng cho người vợ cũ, người chồng cũ, family support hay là những cái criminal restitution, để mà trả cho những cái người victims đó quý vị, thì nếu như mà quý vị rơi vào những cái trường hợp này thì có thể nó sẽ bị trừ nợ. Những cái trường hợp này là bị trừ nợ nha. Còn những cái trường hợp mà quý vị nợ chính phủ, nợ liên bang, nợ tiểu bang thì người ta không trừ. Đó, cho nên những ai mà nợ child support thì có thể là cái tiền này á không có về túi mình đâu, về túi người khác quý vị nha. Rồi bây giờ một gia đình nhận được máy check, cái câu hỏi này Ngọc đã trả lời rồi và Ngọc cũng xin trả lời lại. Người ta sẽ gửi một tấm check cho gia đình. Và nếu như mà đợt trước quý vị nhận rồi mà quý vị có con á, là người ta gửi cho con mình 500. Nếu như hai đứa con thì cũng 500, ba đứa con cũng 500, một đứa con cũng 500. Người ta sẽ dựa vào cái AGI của mỗi hồ sơ thuế nha quý vị nha. Dưới 75.000 thì ok, hoặc là bằng 75.000 thì ok, quý vị sẽ đủ điều kiện. Chứ không phải là hai vợ chồng là lãnh hai tấm check, hay là hai đứa con thì sẽ lãnh được hai tấm check đâu quý vị. Mỗi gia đình chỉ nhận được một tấm check thôi, tại vì quý vị chỉ có một hồ sơ thuế thôi, người ta sẽ xét dựa theo cái hồ sơ thuế chứ không có dựa theo cái số người trong hồ sơ thuế. Nó khác với cái tấm check của liên bang quý vị nha. Rồi bây giờ có một cái câu hỏi này, không ai hỏi Ngọc hết, nhưng mà Ngọc thấy cái câu hỏi này là rơi vào cái câu hỏi và câu trả lời thường gặp, cho nên Ngọc cũng để lên là những cái trường hợp cá nhân đã qua đời hoặc là những cái cá nhân mà ngồi tù họ không có con thì họ sẽ không được lãnh cái tiền này nha quý vị nha. Trừ trường hợp họ có con thì người con của họ sẽ nhận được cái số tiền là 500, còn không có con là không không được nha quý vị nha, ngồi tù hoặc là đã qua đời. Bây giờ cái lịch gửi này thì Ngọc thấy là người ta gỡ xuống rồi, cho nên là Ngọc nghĩ rằng là đừng có dựa vào cái lịch gửi này nữa quý vị ơi. Đây là cái lịch gửi dựa vào cái ba chữ số cuối cùng của cái mã khu vực của mình. Đừng có nhìn vào cái chart này nữa. Tại vì á, Ngọc nghĩ rằng cái chart này á, là nó hơi thiên vị một chút xíu, unfair. Những ai mà ở những cái khu vực zip code mà ví dụ như là có ba chữ số là 888 hay là 889 chẳng hạn, thì quý vị đợi đến 2 tuần cuối cùng của tháng 12 mới 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 nhận được cái quà Giáng sinh. Cho nên là Ngọc thấy nó cũng hơi bất công đúng không? Ngọc hy vọng là người ta sẽ gửi nhanh hơn, tại vì bây giờ người ta lên lịch là cứ 2 tuần người ta gửi rằng đợt. Đó thì đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và một long weekend happy with family quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị và Ngọc xin cầu chúc quý vị sức khỏe. Và Ngọc cũng hy vọng là sau cái ngày lễ, kỳ nghỉ lễ dài hạn này, những cái ca nhiễm nó không có tăng nhiều. Và các em đi học lại á, là mạnh khỏe quý vị ơi, Ngọc cho con đi học lại mà sao ở nhà nó cứ lo lắng không ngừng luôn quý vị ơi. Hồi xưa á, thì mà mỗi lần mà mình đi chơi, mình ra ngoài mình chơi á, bà má mà nói đi chơi về sớm nha con, mới 9 giờ 10 giờ là bà đã xách xe bà đi tìm rồi. Bây giờ mình nghĩ lại là thấy thương hả quý vị ha, nghĩ lại thấy thương.
Chỉ khi nào mà mình có con á, thì mình mới hiểu được cái tình cảm cha mẹ, mình mới thấu hiểu. Nhiều khi mình nghe mình hiểu vậy chứ mình không có thấu hiểu. Bây giờ thấu hiểu rồi quý vị. Bây giờ người điện thoại về nói chuyện với má Ngọc. Má Ngọc còn đang ở Việt Nam á. Điện thoại về á, là hai mẹ con nói chuyện là nói chuyện lâu lắm. Ngày nói chung là ngày tuần nào cũng gọi mấy lần về nói chuyện á. Bây giờ Sài Gòn bây giờ cũng hơi căng thẳng quý vị. Căng thẳng, làm ăn không được. Ở nhà. Không có mở cửa, không có buôn bán gì được hết và cũng lo cho sức khỏe quý vị ơi. Buôn bán không được thì tình hình chung rồi và nhiều khi ở nhà kỹ nhưng mà đi chợ cũng có những cái gia đình á họ kỹ lắm. Họ rất là kỹ, họ rất là cẩn thận và họ ý thức được là cái bệnh này nó lây như này như kia và họ cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ nhưng mà cũng cũng không may là cả gia đình bị luôn. Người ta chỉ có đi chợ nấu ăn ở nhà thôi, không đi làm, không đi đâu hết. Nhưng mà họ vẫn bị và bị cả gia đình phải đưa vào trại cách ly rồi đưa vào bệnh viện. Và cuối cùng gia đình cũng hồi phục lại. Nhưng mà đó là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng nói là trời kêu ai nấy dạ đó quý vị. Ngọc cũng hy vọng là chúng ta được khỏe mạnh rồi con em chúng ta được khỏe mạnh. Vậy là mừng rồi quý vị ha. Tiền bạc thì mai mốt dịch nó qua rồi, mai mốt chích vaccine nhiều hết rồi thì quay lại mình kiếm tiền thôi. Có sức khỏe là mai mốt kiếm tiền. Sợ mình không chịu làm thôi chứ làm là có tiền quý vị ơi. À, làm ít mà tiêu nhiều á, thì nó không có chứ làm ít mà biết giữ, biết đầu tư á, là nó cũng có quý vị. Năm này cũng có, năm sau có, 5 năm là có hết. Chị Ngọc nói thiệt á, chị cho Ngọc 5 năm thôi. Từ số 0 Ngọc sẽ làm lên một cái gì đó nó có thể cầm nắm được. Thì đó là một trong những cái mà Ngọc hy vọng. Sức khỏe thôi quý vị ơi. Ngọc Ngọc tâm sự một chút xíu vậy đó. Và Ngọc xin hẹn lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye.